200W trở lên là ok nha các bác. Đây là cái lưới dây cành của nó này. Đấy, rất chắc nịch luôn. Đây cũng vậy. Chép đom, mic đom. Nó được bảo vệ bởi cao cấp nha các bác, dòng NS1000. Tem đồng nha các bác, tem đồng. Đây là tuyến lo của nó từ ốc ác này các bác. Nó là một bát 30, găng vải tẩm dầu, một mic và một chép đom. Nó mic đom, chép đom. Nhìn có thấy mic không? Mic nó to hơn là 18 cm. Nguyên mộc mạc hết nha. Tất cả lo em bao riêng hết. Và cơ bản là giải mic của lo này thể hiện rất là tốt. Bát này thì các bác nghe nhạc vàng, nhạc bolero, kể cả những dòng nhạc mà gọi là nhạc bass cực kỳ mạnh, em nói đều thể hiện rất là ngon. Đây là hai vi tinh chỉnh cho dây mic và dây chép. Cặp này là thùng vàng gỗ lạng nha, thùng vàng gỗ lạng. Em về trong sáng ngày hôm nay và chỉ có một cặp thôi. Bác nào mình lấy thì alo cho em. Vừa rồi em về hai cặp mà em đã giao hết rồi trong ngày rồi. Và đây là cặp mới về trong sáng ngày hôm nay. Em giao cho các bác một cái giá rất là yêu thương, đó là 16 triệu nha. 16 triệu là em đã chiến, đã bao gồm phí ship tặng nơi tất cả các bác nha. Các bác cọc tiền cọc giúp em khoảng 2 triệu tại vì lo này nặng lắm các bác. Lo nặng. Cái căng của nó là dài luôn nha các bác. Nó là dạng phơi ra nên là nó rất là ấn tượng khi các bác trưng bày nha. Ghép với những dòng âm ly Yamaha hay là âm ly Sansui, mặt răng Bioner vân vân, kể cả những dòng loa âm ly đời cao như là Acouphase vân vân đều đánh tốt. Chỉ cần âm ly công suất khoảng là 200W trở lên là ok nha các bác. Đây là cái lưới dây căng của nó này. Đấy, rất chắc nịch luôn. Đây cũng vậy. Chép đom, mic đom. Nó được bảo vệ bởi một cái tấm lưới rất là chắc nên là khi nó được cái, nó là mang tính chất trưng bày rất là cao, nó không mấy kiểu như là những cái căng ập vào là chia trơn tiếng loa. Nó phơi ra để các bác cùng thấy được cái cấu hình của nó. Đấy. Nên khi trưng bày cặp loa NS1000 monitor rất là ấn tượng và nghe cũng khá là ấn tượng. Ở phân khúc dưới 20, các bác yên tâm em giao các bác giá rất là tốt, các bác tham khảo thoải mái NS1000. Cặp này cặp mèo vàng thùng gỗ lạng nha, vàng thùng gỗ lạng. Đẹp rồi là trên 95% nha. Vuông thành sắc cạnh không một vết cắn, không cắn không bể nha. Đây em mời các bác cùng xem cận cảnh loa này. Nặng lắm, dòng NS1000 nó cấu hình lớn, từ rất lớn, thùng vách dày nên là rất là nặng. Một cặp như thế này nó khoảng 70kg nha các bác. 70kg nặng giá mang luôn nha. 16 là em chiến bao gồm phí ship và đã cân đối tốt nhất để các bác mình sở hữu nha. Cọc tiền thì cọc giúp em khoảng 2 triệu, còn chiến khoảng đủ em bớt 200 nha. Còn 15.800. Đấy, giá rất là tốt và yêu thương tại bên em chiến nha. Chỉ có một cặp nha các bác, tại vì dòng này em tuyển từng cặp về thôi chứ không có về có nhiều đâu. Nên các bác thấy vừa rồi em cũng về hai cặp mà giao hết rồi đó. Phía sau loa là trở kháng là 6 ohm nha, loa rất là đẹp này, các bác nhìn phía sau này. Đấy, nhìn giúp em nha. Đấy, em quay kỹ lưỡng cho các bác cùng xem này, từ nước sơn và cạnh vách này. Mà gọi là nứt nách luôn đấy. NS1000M, M nghĩa là dòng monitor kiểm âm, chứ M viết tắt của monitor các bác. Hàng da băng. Trở kháng là 6 ohm. 6 ohm thì loa nào chơi cũng được. Đúng cặp nha các bác, đúng cặp nha. 16415L này, 16415R nghĩa là rep line loa trái phải đó các bác. Cặp này về đúng cặp luôn nha. Đây bác nào chốt thì alo cho em nha. 16 bao ship tặng nơi. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất hàng ngày hàng giờ em lên sóng để các bác mình sở hữu và được sử dụng những sản phẩm bên em. Rồi em xin cảm ơn rất là nhiều. Sau đây em dừng video và hẹn các bác ở video tiếp theo.